Sao Will? Bây giờ bây nè, giờ thật nè. Ra chắc chắn là đội trưởng phải chơi cuối. Bây giờ là chỉ còn một, em thôi. Một con bé em, nó kiến thức, nó phạm vi, nó vũ trụ, nó dòm vệ tinh xuống trái đất được luôn, nó xuyên qua lòng đất, qua biển cả luôn, thì nó là uyên bác nhất. Em không biết kiến thức em nhiều vậy luôn á. Nhưng mà vị thần vậy đó. Ừ. Nhưng vị thần trên trên cao ngoài vũ trụ. Thế là am hiểu lắm. Anh quăng em lên cao lắm nữa em té đau nha. Chú ý là chúng ta phải biết cách đứng lên em nhé. Chuyên vụ em đã sẵn sàng chưa? Dạ em... Chứ là Will cũng đang chối bỏ em dữ lắm rồi. Thôi em đi. Thôi anh đi. Chối bỏ thì em đi. Đi. Em đi. Đi được rồi làm anh. Bực bội à? Giận tím rồi. À không, chẳng rồi. Quý vị thân mến, đây là Chuyên vụ và chắc chắn rồi, quả cầu số 7 là quả cầu cuối cùng của cấp độ 2. Dạ. Đây là chiếc kềm thần kỳ dành cho em. Dạ. Lần đầu em được sờ. Vừa tay không? Tạo một cái dáng khá, khá là vừa tay anh. Nhưng mà câu hỏi vừa sức không thì em không biết. Hay lắm. Mời em triệu hồi quả cầu. Umbala. Umbala thì bùa. Umbala. Chưa xì hả? Ok, xì rồi. Rồi. Chiếc mắt kính này sẽ rất là hợp với bộ trang phục của em luôn. Dạ. Tông xuyệt tông luôn. Tông xuyệt tông. Trắng đen. Và hãy vượt qua câu hỏi thách đố ở quả cầu bí ẩn số 7 ngay bây giờ với 5 đáp án. Xin mời. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Trời ơi, rồi. Còn lịch sử rồi. Nhà cổ Bình Thủy. Lịch sử, lịch sử. Nhà cổ Cai Cường. Nhà cổ làng Lộc Yên. Trời ơi, khó. Nhà công tử Bạc Liêu. Có quen không? Em nghe thì quen đó, nhưng mà quen cái gì thì em không biết. Vâng. John ơi. Nhưng mà em nghe là có một người đằng kia bảo là à biết rồi. À biết rồi. À biết nhà công tử Bạc Liêu. Không biết là biết cái gì. À chỉ biết nhà công tử Bạc Liêu thôi nha em. À, nhà các em không biết. Như em đã nói thì em là gọi là kiến thức ngoài vũ trụ rồi, nên trong vũ trụ trong trái đất em không biết. Và câu hỏi chính thức như sau. Nhà cổ nào ở Đồng Tháp được biết đến qua tiểu thuyết Người Tình La Man của nữ văn sĩ Marguerite Duras? 60 giây bắt đầu. Đầu tiên thì em sẽ chọn theo cảm tính. Mà cảm tính thì là ghét màu gì cắt màu đấy đúng không? Đừng nói ghét màu trắng nha. Xưa rồi không? Xưa rồi em ghét màu xanh. Dạ. Dạ, tại nó không hề hợp với em. À, nhưng mà xanh nào mới là vấn đề? Xanh em không thích màu xanh lá. Mời em thích cây nhưng mà lại không thích xanh lá. À, đúng không vậy? Trời ơi. Một màu xanh xanh. Trời ơi. Kaboom. Đúng. Wow. Màu xanh thì được cắt đi. Em muốn hỏi anh Jin là một đáp án em loại thôi mà em đã hồi hộp như này, làm sao mà anh trụ trên này nhiều câu như vậy được? Bởi vậy em thấy em ghê không? Thế mới nói. Ghê. Thì ra là nãy anh sử dụng niềm tin thôi em. Bây giờ em cũng sử dụng niềm tin của em đi. Em có đi một mọi người truyền cho em niềm tin lèo luôn đi. Mời em tiếp tục. Cắt lẹ cho anh ơi, cắt lẹ luôn. Bây giờ em sẽ chọn màu em thích. Em thích biển, em thích xanh biển. Trời ơi, ghét cũng cắt mà thích cũng cắt. Rồi, tôi nghi quá, tôi nghi quá. Bà thích nè, bà thích nè. Bùm. Kinh nghiệm là không phải lúc nào theo cảm tính cũng tốt. Bởi vì câu này quá khó. Coi như là mình là một cái người ra thế thân cho đồng đội của mình thôi. Đó là chính đội trưởng nhá. Thực ra đội trưởng là con át chủ bài bọn em anh ạ. Yes. Dạ đúng rồi. À cho nên mình thôi mình vô luôn, đừng nói gì chứ nữa. Đừng nói, đừng ca ngợi anh. Này anh nói nhiều lắm mà. Kính thưa quý vị, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Và đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết Người Tình. Ngôi nhà trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi cuốn tự truyện của nữ văn sĩ Marguerite Duras được chuyển thể thành bộ phim cùng tên, đó chính là La Man năm 1991. Mời em về đội. Nhanh chóng lắm.